chocolate. Sao quay mẹ? Ai quay mẹ vậy? Okay, take your mask, please. One, two, three. Hey, chưa ba? Ăn chả gô. Hôm nay nó không cho muỗng à? Muỗng thì nó ăn nước cho chứ. Đâu có đem muỗng đâu, đâu có biết là ba đói đâu. Múc được không? Có vô học chưa con? Vô rồi. Vô học rồi, vô hôm thứ mấy? Hôm nay thứ bảy. Vô thứ năm á. Con học thứ ba với thứ năm. Nó xin cái muỗng không? Đây là ba tôi ăn trên lô giống qua. Mẹ vô mẹ làm cái gì vậy? Ngủ. Ngủ hả? Ba ngủ hay mẹ ngủ? À. Cho ăn cái gì hả bà? Bây giờ mới có 12:15 rồi. Ngoại khỏe không con? Ngoại khỏe, ngoại nhớ ba lắm trời. Ngoại muốn vô thăm ba mà đâu có được đâu. Chị ăn ba. Không có gì là ăn hết nhà mình á hả? Không có gì lạ đâu. Có con đi học lại nè. Học trên mạng. Không, có vô trường. Không, học trên mạng. Trường gần đây không? Trường ở trên ở Vai á. Vai là gần đây không? Đi học. Nay sao rồi? Ổn. Có nhức cái gì không? Tối nay nhức rồi. Nhức chứ không có đau hả? Nhức. Không biết bác sĩ nói bây giờ là chắc bỏ 2 ngày nữa cho ba chuyển qua chỗ tập. Ôi vậy hả? Lại dưới vậy? Ừ. Xong rồi về thôi. Nhưng mà mới có tập được không? Trong phòng đau nhất vậy sao? Nó ổn, nó may rồi hết rồi, đóng lại rồi. Nó rất là ổn. Nhớ anh Tiên à? Anh Tiên nghe. Anh Tiên còn gửi lời hỏi thăm ba. Quá trời người gửi lời hỏi thăm ba luôn. Rồi anh Tiên nói là có gì ta? Hải luộc. Rồi bác Hải luộc gửi lời hỏi thăm ba đó. Quá trời bạn bè của con cũng đọc báo xong rồi gửi lời thăm ba. Lên Facebook quá trời người gửi lời hỏi thăm ba luôn. Sáng giờ ba làm gì? Cũng nằm thôi như là dạ nhất hả? Sao vậy? Lâu lâu nhất vậy đó. Lâu nó nhói lên vậy hả? How do you feel, my friend? Fine. Do you have any pain? No. No pain? Okay. My name is Casey. I'm a physical therapist. I wanted to work with you today.
đưa lên đụng cho. 1, 10 times. 10 lần. 2, slow. Chậm thôi, chậm thôi. 5 nút quả không được vậy ba. 9. Hôm nay ăn cái gì đây? Trời ơi, ngon chưa? Wow, ngon gì? Cái này gì đây? Ô, cà rốt. Không phải súp. Nước tiền to đó. Có chứ. Nãy giờ cha ngon dữ. Chicken hot pie. Chà, ngon dữ. Ăn luôn. Ăn đi, con có đồ ăn thì giờ con ăn rồi. Ăn đi bà. Con ăn broccoli. Ngon ba. Béo à? Giống như bà vô. Để là diabetic trace snack delivery. Là đồ ăn mà dành riêng cho người bị tiểu đường. Con cũng thích ăn đó đấy nhất. Thăng cừu ngon. Ngon bà. Xài cái muỗng đó luôn hả? Nghĩa nó mẹ nhé. Ra mặt không? Nó ra mặt. Ngon không ba? Hỏi mấy lần. Ngon. Lắm 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 luôn. Được rồi. Duyên nha, được rồi. Xong bữa ăn. Nay thứ bảy phải không? Đúng rồi. Nay con vô. Xong rồi chủ nhật mẹ vô. Xong rồi thứ hai con vô. Rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm mẹ vô. Tại vì con học. Ba về. À, con cũng nghĩ bây về á, nhưng mà nói trước vậy.
Mình nhớ mình đang tập nha, tập cái gì quên nè, cái gì Therapy hả? À, therapy. Mình phải mạnh á, mạnh nó mới cho về. Mình cái tay ba mới khỏe. Cái tay ba thì khỏe quá trời. Có cảm giác gì không? Kiểu cái chân ba có cảm giác gì không? Ba thấy mất mất không? Nhưng nó thiếu thiếu rồi. Tại vì mình đứng xuống thường đứng dân bãi giờ nó phải đứng dân trái. Nhưng bả thuận chân trái mà phải không? Đúng rồi. Đỡ ha. Thuận chân trái đỡ ghê. Mình đi. Đây. Mình đang làm moisturize. Hiệu bạch tán cam thôi. Mẹ kêu là xức cho ba để ba khỏi bị nứt da mặt. Ba chuẩn bị ngủ. Ba nhăn dữ ba. Bây giờ ba nói với mọi người vài lời rồi ba hãy ngủ rồi mình bye bye luôn. Update đi, bữa nay ba làm sao? Ba khỏe, rất khỏe. Cảm ơn mọi người đang tập đi, chắc vài bữa nữa về mọi người. Đang tập đi rồi hả? Đi khó không? Hơi khó chứ, khó sao không? Tập đi là nó cho đi cái nạng hay là nó cho đi cái gãy? Đi cái không, nó cho đi cái quất cơ. Quất cơ đẩy đẩy á hả? Cái chấm á. Ba con chân lên đi phải không? Đúng rồi. Ok, không đau gì hết. Vâng. Ổn hơn rồi phải không? Đúng rồi, ổn. Mọi người đừng có lo ha. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye mọi người đi. Chúc mừng Lê Quang. Chúc mừng Lê Quang làm gì? Mổ thành công đó. Rồi, bye bye mọi người nha. Bye bye. Ngủ đi ba. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.